Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphát. Thương hiệu laptop MSI đã ghi dấu trong lòng cộng đồng người yêu công nghệ và game thủ về một tượng đài laptop gaming chất lượng cao. Và khi hãng cho ra mắt dòng MSI Vector GP hoàn toàn mới đã gây tiếng vang và sự ấn tượng với người hâm mộ. Và ở đây thì mình đang có một mẫu laptop siêu mới thuộc dòng GP, MSI Vector GP76 với con chip thế hệ thứ 12 mới nhất của Intel và GPU khủng GeForce RTX 3070 Ti. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều mới mẻ và giờ cùng mình khám phá chiếc laptop này nhé. Và khác với phần lớn những chiếc laptop gaming có vẻ ngoài hầm hố nặng nề với những dải đèn LED RGB sắc màu chạy quanh thường thấy ở trên thị trường, thì ngoại hình của laptop MSI Vector GP76 có phần tối giản và hiện đại hơn, cao cấp hơn rất là nhiều. Và với mức giá hơn 54 triệu đồng thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng build của GP76, cực kỳ chắc chắn. Bản lề khi mở ra không hề có một sự rung lắc nào, khung máy khi ấn mạnh cũng không hề có hiện tượng flex. Và toàn bộ thân máy thì được phủ sắc mơ đen huyền bí nhưng không hề kém phần sang trọng khi được hoàn thiện từ chất liệu cao cấp. Trên nắp capo có lớp finish mịn giúp loại bỏ tình trạng bám vân tay gây khó chịu. Và vẫn là logo quen thuộc, biểu tượng rồng, được in một cách đầy tinh tế và sang trọng nhưng vẫn rất nổi bật, giúp người dùng có thể dễ dàng nhận diện được thương hiệu MSI. Và các đường cắt vuông vức ở phần bản lề hay phần hốc gió tản nhiệt nhô ra cũng giúp GP76 tạo điểm nhấn, tăng sự mạnh mẽ hiện đại cho chiếc máy này. Và với vẻ ngoài chắc chắn thì đương nhiên GP76 cũng không hề nhẹ một chút nào cả. Sở hữu cân nặng lên tới 2,9 kg với thiết kế kim loại cứng cáp, mang lại tổng thể hoàn thiện cực kỳ chắc chắn, đầm tay, và với các anh em thì mình nghĩ việc mang theo di chuyển cũng không hề vấn đề gì cả. Ngoài chất liệu build rất tốt thì MSI đem đến cho GP76 năm nay một cấu hình hoàn toàn mới, Win 11 mới nhất, con chip mới nhất thế hệ thứ 12 của Intel, Core i7-12700H với 14x20 luồng, đem đến hiệu năng cao cũng như khả năng tiết kiệm điện hơn, 16GB RAM và có thể nâng cấp tối đa 64GB, ổ cứng SSD với 1TB. Gia tăng thêm sức mạnh cho GP76 thì MSI còn trang bị cho máy card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 6GB. Và với cấu hình khủng như này thì việc các bạn cần làm là mở máy, thoải mái chiến bất cứ tựa game nào mà các bạn thích với cài đặt Max Setting. Và để cấu hình trên được hoạt động hiệu quả thì MSI đã trang bị cho Vector GP76 hệ thống tản nhiệt chuyên dụng cho cả CPU và GPU với Cooler Boost 5 với hai quạt tản nhiệt siêu lớn, 6 ống đồng cùng các khe thoát gió được bố trí xung quanh máy, đảm bảo cho nhiệt độ của máy luôn mát mẻ ngay cả khi chơi những tựa game nặng nhất. Và để có một trải nghiệm game chân thực, sống động thì yếu tố màn hình khá quan trọng. Và ở đây thì MSI GP76 sở hữu màn hình với kích thước lớn 17.3 inch và hai cạnh viền siêu mỏng, đem đến không gian giải trí rộng rãi. Màn hình Full HD cùng tần số quét cực ấn tượng 360Hz giúp anh em có thêm lợi thế khi chiến những tựa game FPS cao. Cạnh trên thì sẽ có webcam chất lượng HD thuận tiện cho các bạn học tập và làm việc trực tuyến. Ngoài ra, giải màu đạt gần 100% sRGB có thể phục vụ nhu cầu làm việc về đồ họa hay video cơ bản trên Vector GP76. Bàn phím LED RGB mà game thủ nào cũng yêu thích, đương nhiên thì vẫn được MSI trang bị cho GP76. Phím có kích thước vừa đủ, hành trình phím khá sâu. Và quan trọng đây là bàn phím chơi game PerKey RGB của SteelSeries, nên các bạn có thể tùy chỉnh các chế độ mình thích với phím function một cách dễ dàng. Bên cạnh đó là phần touchpad. Touchpad thì có kích thước vừa phải với bề mặt được hoàn thiện mịn màng, cảm ứng đa điểm siêu nhạy. Và hầu hết các cổng kết nối của GP76 thì được đặt ra phía sau máy, cực kỳ thuận tiện để đi dây gọn gàng hay kết nối với các thiết bị ngoại vi. Cổng kết nối ở đây sẽ gồm có một cổng USB Type-C, 3 cổng USB Type-A, 1 cổng HDMI, 1 cổng mạng LAN RJ45,
một cổng mini DisplayPort và một jack audio combo và một cổng nguồn. Tổng kết lại thì MSI Vector GP76 hội tụ đầy đủ tiêu chí của một chiếc laptop gaming cao cấp với cấu hình cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo, Intel Core i7-12700H và NVIDIA RTX 3070 Ti. Màn hình với tần số quét ấn tượng 360Hz chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng. Và cuối cùng thì link sản phẩm và các chương trình khuyến mại mình sẽ để ở dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.